nhiều bạn đã sử dụng qua rất nhiều loại kem mắt rồi, tuy nhiên thì vẫn không có cải thiện, thì đó có thể là bạn chưa xác định được cái nguyên nhân của mình. Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Ngọc. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh của Ngọc. Thì có rất nhiều vấn đề chị em hay quan tâm đến vấn đề chăm sóc da mặt rồi. Tuy nhiên thì có một vấn đề nữa mà chị em rất là quan tâm, đó là vấn đề để làm sao chúng ta cải thiện cái vùng da quanh mắt, đó là vấn đề về thâm mắt. Tại sao Ngọc lại muốn làm video này? Bởi vì Ngọc nhận được khá nhiều inbox của các bạn từ chị em là hay quan tâm về vấn đề và chị em muốn làm sao để giải quyết cái tình trạng thâm mắt. Và theo thống kê của Ngọc thì phải đến 80-90%, đó là chị em chưa biết được cái nguyên nhân làm sao dẫn đến cái tình trạng thâm mắt này và cũng chưa phân loại được cái tình trạng thâm mắt của mình là ở loại nào. Cho nên là Ngọc muốn làm video này để chia sẻ với những bạn nào đang quan tâm đến cái vấn đề này để chúng ta biết được cái tình trạng thâm mắt và chúng ta sẽ giải quyết và lựa chọn được cho mình cái loại kem mắt được tốt hơn. Cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng thâm mắt thì có rất nhiều này. Có thể là do một số những bệnh lý về gan hoặc là thận, và có thể là do tăng sắc tố ở cái vùng da quanh mắt, hoặc là sau các bệnh lý viêm da tại chỗ làm cho cái vấn đề xung quanh mắt chúng ta bị thâm này, hoặc là do giãn mạch cái vùng da xung quanh mắt, cấu trúc cái vùng da xung quanh mắt chúng ta bị lỏng lẻo và bị lão hóa, hoặc là do cái thói quen chúng ta hay thức khuya và stress. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng thâm mắt. Và mình nghĩ rằng cái nguyên nhân này rất là phổ biến, bởi vì rất nhiều bạn có thói quen là chúng ta hay thức khuya. Và một nguyên nhân nữa đó là do gen di truyền. Và thâm mắt thì cũng có chia ra rất là nhiều loại, thì có 3 loại phổ biến, đó là thâm màu xanh, thâm màu đen và thâm màu nâu. Và Ngọc sẽ chia sẻ với các bạn mẹo để làm sao các bạn biết được là chúng ta đang ở loại tình trạng thâm mắt nào. Và đối với thâm mắt màu xanh thì cách làm đơn giản đó là các bạn dùng tay và chúng ta kéo nhẹ từ trong ra ngoài. Và nếu như mà các bạn kéo xong và các bạn thấy là cái thâm ở vùng da xung quanh mắt nó có cải thiện hơn thì chứng tỏ bạn đang ở tình trạng là thâm mắt màu xanh. Thâm mắt màu xanh thường gặp ở những cái tình trạng da lỏng lẻo thì dễ bị tình trạng thâm mắt màu xanh hơn. Ngoài ra thì ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại và các thiết bị điện tử thì nó cũng sẽ làm cho cái tình trạng thâm mắt chúng ta dễ bị tăng lên. Thì các bạn biết đấy, khi mà mắt chúng ta tiếp xúc với những cái ánh sáng xanh đó thì não bộ của chúng ta sẽ lầm tưởng đây là ban ngày và sẽ không tiết ra cái chất là melatonin. Đây là một trong những chất để giúp chúng ta gây buồn ngủ. Chính vì thế khi mà các bạn đã thức khuya rồi và chúng ta lại hay sử dụng cái điện thoại và lướt mạng, lướt Facebook này, cho nên là dễ dẫn đến cái tình trạng mất ngủ, và mất ngủ triền miên thì dễ dẫn đến cái tình trạng thâm mắt và mắt giống như là gấu trúc luôn. Và thâm mắt thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái tình trạng sức khỏe chúng ta, tuy nhiên thì nó sẽ làm cho cái ngoại hình chúng ta trông bị thiếu sức sống hơn này, và trông lúc nào cũng mệt mỏi và trông sẽ bị già nua hơn, nhất là các bạn nữ. Để cải thiện cái tình trạng thâm mắt màu xanh này thì các bạn có thể sử dụng những cái phương pháp để giúp giãn mạch cái vùng da xung quanh mắt và kích thích cái cục bộ vùng da xung quanh mắt. Có thể là dùng những cái động tác massage đơn giản nhẹ nhàng để làm tăng lưu thông cái mạch máu vùng da quanh mắt ra. Tuy nhiên thì đối với những động tác massage thì các bạn cần phải làm đúng. Nếu như chúng ta không làm đúng cách thì vô hình chung là sẽ làm cho cái vùng da xung quanh mắt dễ bị chảy xệ hơn và bị lão hóa nhiều hơn. Hoặc là các bạn có thể chườm ấm vùng xung quanh mắt, thì đây cũng chính là phương pháp để giúp làm tăng cái lưu thông mạch máu ở vùng xung quanh mắt ra. Đối với lựa chọn những loại kem mắt thì các bạn có thể để ý trong đó có những cái thành phần để giúp làm tăng cái nhiệt độ vùng xung quanh mắt. Thì các bạn nên chú ý đến cái thành phần là vitamin E, thì trong đó nó có thành phần là tocopherol. Đây là một trong những thành phần có khả năng làm giãn mạch và tăng cái nhiệt độ vùng xung quanh mắt lên. Và một cái thành phần nữa cũng sẽ giúp làm giảm cái tình trạng là thâm vùng xung quanh mắt, thì đó là caffeine. Thì caffeine thì nó sẽ giúp làm co thắt cái mạch, thì nó cũng sẽ giúp làm giảm thâm xanh ở vùng xung quanh mắt của các bạn. Rồi cái thứ hai đó là về thâm đen. Về cái thâm đen này thì với cái mẹo đơn giản đó là các bạn dùng một cái gương nhỏ và các bạn để lên trên và chúng ta nhìn lên trên. Và khi mà chúng ta nhìn lên trên thì cái vùng da xung quanh mắt sẽ được kéo căng ra. Và nếu như mà các bạn thấy là khi mà chúng ta làm cái hành động này và cái tình trạng thâm ở xung quanh mắt nó cải thiện hơn thì các bạn có thể là rơi vào tình trạng là thâm đen. Và nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng là thâm đen vùng xung quanh mắt thì là do cái cơ quanh mắt của chúng ta bị yếu, và do cái cấu trúc da ở vùng xung quanh mắt bị lỏng lẻo, chảy xệ và dẫn đến cái tình trạng lão hóa da. Thì với cái tình trạng này thì hay gặp ở những cái đối tượng đó là những chị em ở tầm trung niên, tầm ngoài 40 hoặc là trên 50 thì dễ bị hơn. Một số những dẫn xuất để chúng ta có thể cải thiện cái vùng thâm đen ở xung quanh mắt này có thể là dẫn xuất từ vitamin C này, hoặc là retinol, hoặc là peptide, hoặc là tế bào gốc. Đây là một trong những chất để giúp làm tăng sinh collagen ở vùng da dưới mắt, thì nó sẽ làm cải thiện cái tình trạng thâm đen.
Tuy nhiên thì theo Ngọc thì đối với những tình trạng thâm đen này thì thường hay gặp ở những lứa tuổi trung niên. Chính vì thế thì những cái phương pháp bôi ngoài thì nó cũng sẽ khó cải thiện hơn. Có thể là các chị em hoặc là các cô nên lựa chọn những cái phương pháp như là chúng ta tiêm hyaluronic acid thì sẽ giúp làm trẻ hóa vùng da quanh mắt, hoặc là có thể can thiệp bằng những phẫu thuật thẩm mỹ tiểu phẫu dưới vùng da sẽ kéo căng da hơn và sẽ giúp cải thiện nhanh chóng hơn cái tình trạng mà bị lão hóa dưới vùng da. Bên cạnh đó thì chị em nên nhớ là chúng ta nên tránh những sản phẩm mà quá lạnh hoặc là thức ăn có chứa nhiều muối và sẽ làm cho cái quầng thâm bị to hơn. Cuối cùng đó là tình trạng là thâm màu nâu. Thì đối với tình trạng này thì khi mà các bạn liếc ngang này, liếc dọc này hoặc là nhìn lên nhìn xuống thì cái tình trạng thâm cũng không hề cải thiện đi, thì chứng tỏ là các bạn bị thâm màu nâu. Và cái tình trạng thâm màu nâu này thì cũng rất hay dễ gặp ở những chị em ở khu vực châu Á. Và nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng này thì có thể là do cái lớp sừng keratin là quá dày, hoặc là do cái hắc sắc tố ở vùng dưới da quanh mắt nhiều và bị tăng sắc tố lên. Có thể là do những cái yếu tố như là do tia tử ngoại này, hoặc là do ánh sáng mặt trời, hoặc là gen di truyền. Có một thói quen nữa mà cũng sẽ dẫn đến cái tình trạng này, đó là chúng ta hay dụi mắt. Và cái hành động mà hay dụi mắt thì cũng sẽ làm cho cái vùng da quanh mắt chúng ta dễ bị nhăn này, và cũng dễ bị thâm vùng mắt nhiều hơn. Và để cải thiện cái tình trạng này thì các bạn có thể lựa chọn những loại kem mắt trong đó có chứa những dẫn xuất như là vitamin C hoặc là tranexamic acid hoặc là Balanceta. Có một số quan điểm cho rằng thì có thể sử dụng hyaluronic. Tuy nhiên thì theo Ngọc là hyaluronic thì cái ức chế rất là mạnh này, và cái vùng da quanh mắt của chúng ta thì rất là mỏng yếu và nhạy cảm. Nếu như mà các bạn sử dụng những cái hoạt chất mà khá là mạnh thì sẽ dễ dẫn đến cái tình trạng bị kích ứng và làm cho cái tình trạng dễ bị trầm trọng nhiều lên. Cho nên là chúng ta chỉ nên sử dụng những cái hoạt chất an toàn thôi. Có thể là các bạn sẽ nghe nói đến rất nhiều phương pháp để làm giúp cải thiện vùng da quanh mắt, có thể những cái phương pháp từ thiên nhiên. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là những cái phương pháp từ thiên nhiên thì các bạn sẽ nghĩ là an toàn, tuy nhiên thì có thể là không phải. Ví dụ như là các bạn có thể nghe nói đến là đắp mặt nạ mắt bằng khoai tây này, hoặc là dưa leo, ở trong đó nó có thể chứa có một số những cái tạp chất khác mà chưa được chiết tách ra, cho nên là dễ bị kích ứng. Và các bạn có thể có điều kiện thì các bạn nên đầu tư cho mình một cái loại kem mắt để giúp dưỡng da vùng quanh mắt. Và khi mà các nhà sản xuất đã sản xuất ra một cái loại kem chuyên biệt da thì những cái thành phần trong đó thì người ta sẽ chiết tách ra những cái phần tinh túy nhất rồi, cho nên là các bạn nên đầu tư cho mình một loại kem mắt. Và vừa rồi Ngọc đã chia sẻ với các bạn cách để chúng ta nhận biết được cái nguyên nhân này, và nhận biết được tùy tình trạng về cái mức độ thâm như thế nào thì các bạn có thể lựa chọn cho mình cái kem mắt để có thể phù hợp với cái tình trạng thâm của mình hiện tại. Và mình mong rằng cái video này sẽ giúp ích cho các bạn và bổ sung cho các bạn những kiến thức để các bạn có thể lựa chọn cho mình một cái sản phẩm để phù hợp với da. Và nếu như các bạn cảm thấy video là hay, đừng quên là nhấn like và subscribe kênh của Ngọc. Và hãy nhớ là nhấn thêm ở phần chuông nữa để mỗi khi có video các bạn sẽ nhận được thông báo. Xin chào và tạm biệt các bạn ở những video sau.